Word là ứng dụng được quan tâm và sử dụng nhiều nhất, thu hút sự quan tâm của người sử dụng, nhất là việc bổ sung giao diện Metro và nhiều tính năng mới. Kế toán Việt Hưng sẽ giúp bạn có được những kỹ năng nâng cao vô cùng hiệu quả, giúp tăng hiệu suất trong công việc. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung trong khóa Word nâng cao chuyên sâu, bao gồm ôn luyện các thao tác cơ bản trên Word, cách soạn thảo văn bản hành chính chuyên nghiệp, cách sử dụng slide hiệu quả và cách sử dụng các công cụ tạo khối văn bản, hiểu về các định dạng trang trí trên văn bản và cách vẽ các biểu đồ, cách kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp, cách tạo form và cách sử dụng một số các công cụ khác, luyện tập các dạng bài tập thực hành về Word là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học Word chuyên sâu nâng cao của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Trong giáo trình, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học, bao gồm hình thức học lớp online, hình thức một giáo viên kèm một học viên. Và tất cả các nội dung của khóa học các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com. Để chuyển sang trang web của khóa học, các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Để nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.